Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 22 tháng 5 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Huyện Văn Giang phấn đấu giải ngân đạt 60% vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Xã Toàn Thắng gần 200 hộ dân đồng thuận hiến đất mở rộng đường giao thông. Chủ động phòng chống ống nội đồng trong mùa mưa bão. Huyện Tiên Lữ tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông. Ngày hội công nhân viên chức lao động huyện Văn Lâm khắc phục tâm lý trẻ mầm non hậu Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, để giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng kế hoạch, huyện Văn Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình. Năm 2022, huyện Văn Giang thực hiện đầu tư xây dựng 7 công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Trong đó có 2 công trình thuộc giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp kéo dài sang năm 2022 và 5 công trình dự án đầu tư xây dựng mới với tổng mức đầu tư gần 380 tỷ đồng. Đến nay có 2 công trình đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, 1 công trình dự kiến chuẩn bị triển khai thi công cuối tháng 5 năm 2022 và 4 công trình đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Huyện phấn đấu đến hết quý 2 sẽ giải ngân đạt 60% số vốn đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí theo kế hoạch. Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ là một trong những địa phương có diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án đường 379 nhiều. Và thời điểm hiện tại, xã đang tập trung cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đường 379 qua địa bàn xã Yên Hòa có chiều dài gần 1 km, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 3,7 ha. Đây là đất nông nghiệp của 92 hộ dân, tập trung chủ yếu tại thôn Khói Nhu 2. Hiện tại xã Yên Hòa đã hoàn thành việc tổ chức họp dân, tiến hành kiểm đếm đất đai, cây cối, tài sản trên đất. Hầu hết cây nông nghiệp trên đất thu hồi đều đã cho thu hoạch, là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. Do đó xã Yên Hòa đã tập trung tuyên truyền giải thích để người dân hiểu và đồng thuận. Hiện nay hộ dân ở xã Tân Dân, huyện Khói Châu thuê đất công của Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa để được ứng tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công. Trong thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Xã Toàn Thắng, huyện Kim Động vốn là địa phương phát triển về thương mại, dịch vụ và giá trị đất ở, đất nông nghiệp đạt cao so với các địa phương khác. Tuy nhiên, khi xã có chủ trương thực hiện nâng cấp mở rộng đường giao thông, gần 200 hộ dân trên địa bàn đã sẵn sàng hiến hàng nghìn mét vuông đất ở của gia đình để phục vụ xây dựng các công trình. Điển hình như ở tuyến đường trục chính của thôn Kế Giang, dự kiến nâng cấp cải tạo vào đầu tháng 6 năm nay. 43 hộ dân sinh sống ở dọc tuyến đường hiện đang tập trung thuê máy móc để phá bỏ các hạng mục của gia đình như một phần nhà ở, cổng, sân vườn với diện tích gần 300 m² để phục vụ bàn giao mặt bằng chuẩn bị thi công đường, ước tính trị giá trên 6 tỷ đồng. Ngoài tuyến đường này, đối với hai tuyến đường đang được làm mới ở thôn An Xá và Trương Xá cũng đã có 150 hộ dân tự nguyện phá bỏ các công trình kiên cố có giá trị cao để hiến đất làm đường với tổng diện tích gần 1.000 m². Bên cạnh đó, xã Toàn Thắng cũng đã tập trung tuyên truyền vận động 71 hộ dân vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông, công trình thủy lợi cũ, tự nguyện tháo dỡ trở lại mặt bằng, phục vụ mở rộng thi công đường. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo từ nay đến cuối năm 2022, lượng mưa có xu hướng gia tăng về cường độ, về tần suất, không theo quy luật và khó lường. Do đó, công tác phòng chống úng nội đồng của năm 2022 phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị với phương châm 4 tại chỗ và những biện pháp cụ thể ứng phó với diễn biến xấu do thời tiết gây ra. Phóng sự thực hiện nhân ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5. Trạm bơm Chùa Tổng, huyện Yên Mỹ tiêu úng 1.600 ha cho các diện tích sản xuất nông nghiệp và các khu công nghiệp để chuẩn bị cho công tác phòng chống úng nội đồng năm nay. Trạm bơm đã kiểm tra tu sửa công trình móc thiết bị thường xuyên, đồng thời vớt bèo, khơi thông dòng chảy, giải tỏa các vi phạm trên các tuyến sông trục, kênh mương, sẵn sàng cho việc tiêu úng khi có mưa lớn. Trong cái công tác phòng chống bão úng thì xí nghiệp là chú trọng vào các cái tuyến, các cái công trình của các cái khu trồng màu. Thế rồi là các cái vùng cục bộ thì xí nghiệp chủ động đã tham mưu là xây dựng cái công tác nạo vét cục bộ, phối hợp với các xã thị trấn thì rà soát các cái điểm ách tắc cục bộ, thì đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện xây dựng và ban hành các cái quyết định giải tỏa các vi phạm. Huyện Văn Lâm có trên 7.500 ha diện tích tự nhiên, trong đó có 4.300 ha diện tích nông nghiệp.
Bước vào mùa mưa bão năm nay, 10 trạm bơm với 26 máy bơm của huyện, lưu lượng tiêu úng cho trên 55.000 mét khối trên giờ đã được tu sửa nâng cấp. Ở các xã Lạc Hồng, Minh Hải, Đại Đồng, Lạc Đạo, Đình Dù, do địa hình cao, thấp, đan xen, khi mưa lớn thường xảy ra úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Khi mà chuẩn bị có mưa bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoặc thời tiết xấu là chúng tôi đã phải chủ động gạn tháo rồi, tiêu nước đệm rồi. Đây là một cái biện pháp phi công trình rất là hiệu quả để giảm áp lực cái công trình thủy lợi, và hai nữa là tranh thủ tiêu sớm đi thì nó đỡ bị cái cục bộ khi mưa lớn. Hiện nay, công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý 211 trạm bơm tiêu với 739 máy bơm. Cùng với đó, máy bơm các trạm bơm chuyên tưới có thể tháo chuyển tới vị trí phù hợp tham gia chống úng khi cần thiết. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 600 hectare vùng tiêu tự chảy. Vì vậy, công tác giải tỏa khơi thông dòng chảy được làm thường xuyên, liên tục. Công ty chúng tôi đã chỉ đạo các xí nghiệp tổ chức khơi thông dòng chảy và tu sửa máy móc thiết bị đảm bảo 100% số máy vận hành được với kinh phí hàng tỷ đồng. Các cái vùng úng cục bộ thì chúng tôi đã có 30 máy bơm dầu đã đặt ở các xí nghiệp. Khi mà có úng cục bộ thì sẽ sử dụng máy bơm dầu để bơm. Năm nay công ty cũng đã xây dựng các phương án khi lượng mưa, mực nước ứng hoặc vượt với tần suất thiết kế để có biện pháp xử lý kịp thời. Để giảm thiểu ảnh hưởng do mưa bão gây ra, các địa phương đơn vị cần tiếp tục giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy và xây dựng các phương án phòng chống úng đội đồng, sẵn sàng ứng phó khi tình huống xảy ra. Nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê sông Luộc trong mùa mưa bão, huyện Tiên Lữ đã tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông. Hiện nay, huyện Tiên Lữ có 16 bến bãi đang hoạt động, trong đó 3 bến bãi có giấy phép, 5 bến bãi nằm trong quy hoạch theo quyết định số 372 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những năm gần đây, hoạt động của các bến bãi xảy ra nhiều vi phạm, như với các bến đã được cấp phép, không xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, không làm nền cứng chống thấm, không kè mái bảo vệ bờ sông, về chứa chất vật liệu sai quy định, chứa chất cao sát mép bờ sông, một số bến bãi không có trong quy hoạch nhưng được Ủy ban Nhân dân các xã cho thuê đất hoặc chứa vật liệu cát đá trên đỉnh kè. Trước thực trạng này, huyện Tiên Lữ đã kiên quyết chỉ đạo các ngành chức năng và các xã chấn chỉnh các bến bãi trong quy hoạch, thanh lý hợp đồng thuê thầu bến bãi, tổ chức cam kết và lập biên bản yêu cầu các chủ bến bãi dừng việc mua vật liệu xây dựng, di chuyển toàn bộ vật liệu ra khỏi vị trí vi phạm. Đến nay, các bến bãi đều đã hạ thấp độ cao, trả lại mặt bằng một số bến bãi đã từng hoạt động, chuyển vật liệu ra ngoài khu vực, đồng thời từng hoạt động hai bến bãi của công ty Nam Tiến Công và của bà Phạm Thị Hữu. Tất cả các bến bãi dù có giấy phép hay chưa có giấy phép là chúng tôi đã tiến hành đập biên bản, yêu cầu các bến bãi trong mùa mưa lũ được ngừng hoạt động, không được bơm hút lên. Thế và cũng yêu cầu là trên bãi có bao nhiêu thì phải giải phóng đi. Yêu cầu các bến bãi là san gạt, trả lại cái mặt bằng để không ảnh hưởng đến các cái dòng chảy. Cái thứ hai là yêu cầu các cái hộ kinh doanh bên bãi ký cam kết là không được vận chuyển quá với trọng tải quy định. Bên cạnh đó, các địa phương và các ngành chức năng cũng yêu cầu các bến bãi cam kết không tiếp tay cho các xe quá khổ quá tải và xử lý nghiêm các vi phạm này. Mặc dù đã tổ chức giải tỏa các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đang tồn tại hàng chục vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 93A, từ đầu năm đến nay, các xã phường của thị xã Mỹ Hào đã tổ chức giải tỏa được 14 vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Trong đó, xã Hưng Long đã giải tỏa được 10 vi phạm, còn lại là xã Dương Quang và phường Bạch Sam. Tuy nhiên, hiện nay, Mỹ Hào vẫn đang tồn tại 46 vi phạm, tập trung nhiều ở xã Dương Quang, phường Nhân Hòa và phường Bạch Sam. Hầu hết các vi phạm đều tồn tại từ những năm trước và chủ yếu là xây dựng các hạng mục như làm cầu, lều lán, nhà tạm. Đáng nói là các vi phạm không chỉ trên hành lang các sông trục mà còn có rất nhiều vi phạm trên hành lang mương máng tưới tiêu. Trước thực trạng này, rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các địa phương giải quyết dứt điểm các vi phạm, trả lại hành lang đất công cũng như khơi thông dòng chảy trong mùa mưa bão. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, tại nhà văn hóa huyện Văn Lâm diễn ra Ngày hội công nhân viên chức người lao động huyện Văn Lâm năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn.
Mặc dù trời mưa nhưng dưới sự động viên cổ vũ của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Lâm, hàng trăm công nhân viên chức người lao động của trên 40 tổ chức công đoàn cơ sở của huyện vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ như kéo co, bịt mắt, bắt vịt, bịt mắt, đập bóng, bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá. Sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngày hội được tổ chức trở lại trong tháng 5, không chỉ hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động mà còn nhằm đưa các hoạt động trở về trạng thái bình thường mới, đồng thời động viên cổ vũ công nhân người lao động thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Tại ngày hội, hơn 70 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu, trong số hơn 20.000 đoàn viên công đoàn, người lao động toàn huyện Văn Lâm cũng được vinh danh khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức và phát động. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tiếp nhận trên 1.900 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong đó, riêng tháng 3 và tháng 4 là 1.329 hồ sơ. Điều đáng nói là việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu không cân nhắc kỹ, sẽ gây ra nhiều hệ lụy về sau cho chính người tham gia. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, nguyên nhân có nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần là do hơn 2 năm qua dịch bệnh COVID-19 khiến việc chuyển dịch lao động từ tỉnh Hưng Yên sang các tỉnh khác tăng. Cuộc sống của một số người lao động gặp khó khăn khi thất nghiệp đã nghĩ ngay đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bản thân người lao động sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi như số tiền nhận được ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội, mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, không được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Thân nhân không được hưởng trợ cấp mai tăng phí, trợ cấp tuất theo quy định. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền để người lao động hiểu rõ thiệt thòi khi rút bảo hiểm xã hội, với lợi ích lâu dài của việc giữ bảo hiểm xã hội là góp một phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Nếu tạm thời gặp khó khăn thì bảo lưu thời gian tham gia, khi quay lại thị trường lao động có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tham mưu với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên làm sao giảm mức đóng hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị tập huấn về kiến thức đổi mới sáng tạo cho sinh viên 7 trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, sinh viên các trường cao đẳng đại học được các chuyên gia phân tích và cung cấp những kiến thức nền tảng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, kỹ năng công cụ cơ bản để xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp dựa trên những thế mạnh của bản thân và quan sát nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn tập trung vào các nội dung cụ thể như vai trò của các cơ sở giáo dục trong hệ sinh thái khởi nghiệp, vai trò của doanh nghiệp, cơ chế chính sách trong khởi nghiệp, tài chính nhà đầu tư và các vấn đề gọi vốn. Với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh bổ ích giúp cho các em thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, Đoàn Thanh niên xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu huy động trên 200 triệu đồng để xây dựng sân chơi năng động cho các em. Sân chơi gồm các hạng mục như sân bóng rổ, sân bóng mini, bập bênh, xích đu được làm bằng lốp xe. Công trình có tổng mức đầu tư gần 300 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng do đoàn cấp trên hỗ trợ, còn lại số tiền trên 200 triệu đồng được địa phương vận động các đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ đóng góp. Tháng 12 năm 2021, công trình được hoàn thiện đi vào sử dụng. Hàng ngày, rất đông các em thanh thiếu nhi trên địa bàn đều được vui chơi miễn phí tại đây. Từ đó, tạo không gian vui chơi an toàn, giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ em, như là trong dịp hè, đồng thời giúp các em có thêm nhiều kỹ năng sống, nâng cao sức khỏe, tránh xa với các tai nạn xã hội và trò chơi điện tử. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tỷ lệ trẻ em có triệu chứng sốt, nôn ói, tiêu chảy không rõ nguyên nhân phải nhập viện gia tăng cao. Các triệu chứng này giống với các biểu hiện của bệnh viêm gan cấp tính đang lây lan trên thế giới và khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo ngại. Tuy nhiên, theo các bác sĩ thì nguyên nhân hầu hết là do các yếu tố như thời tiết, rối loạn tiêu hóa hay ảnh hưởng của COVID-19 khiến cho đề kháng của trẻ em bị suy giảm. Sau giấc ngủ trưa tại nhà, bệnh nhi này có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, người mệt mỏi và mất nước. Gia đình đã phải đưa em đến nhập viện điều trị và được chẩn đoán mắc tiêu chảy cấp. Theo gia đình, bệnh nhi ít ốm vặt, không bị nôn ói mỗi khi ốm, nên biểu hiện diễn biến nhanh của bệnh khiến gia đình rất lo lắng. Từ bé là cháu không bị nôn bao giờ cả, thế giờ tự dưng mà
cháu lôn mà lôn cứ 5-10 phút cháu lôn một lần thì nhà cháu mới sợ. Thế là độ khoảng hơn tiếng thì bà cháu cho đi viện. Tại khoa nội nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, những ngày này gần như chật kín giường bệnh. Có thời điểm phải kê thêm giường tại các phòng do lượng trẻ nhập viện tăng cao. Thống kê của bệnh viện thì mỗi ngày có từ 200 đến 250 trẻ đến thăm khám và có từ 50 đến 60% trẻ phải nhập viện điều trị. Con số này tăng gấp 2 đến 3 lần so với bình thường. Các bạn ấy nhập viện bởi vì chủ yếu các cái dấu hiệu như là sốt, nôn, ho. Đôi khi thì có một số bạn nhập viện trong tình trạng nặng như khó thở hay là ly bì. Các bệnh nhi đến khám các cái hậu Covid chủ yếu là các cái dấu hiệu sốt kèm theo một số các cái dấu hiệu như nổi ban, môi đỏ, mắt đỏ, phù mu bàn chân, bàn tay, hay là tiêu chảy và táo bón kèm theo, nôn nhiều. Theo các bác sĩ, các bệnh lý liên quan đến các triệu chứng trên có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. Song đây không phải là dịch bệnh lây lan như nhiều phụ huynh lo lắng. Nhóm các nguyên nhân có thể do trẻ bị ngộ độc, có cơ thể mệt mỏi, thời tiết thay đổi hay nhiễm khuẩn do virus gây nên. Ngoài ra, nhiều trẻ em sau khi mắc COVID-19 có sức đề kháng suy giảm và đây có thể là biểu hiện của hậu COVID ở trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo gia đình cần chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ thường xuyên và không quá hoang mang, lo lắng về tình trạng này. Chúng tôi thấy là trong những cái nhóm trẻ đấy thì cũng chưa ghi nhận cái tình trạng men gan tăng cũng như là các biểu hiện tại gan mật. Chính vì vậy mà khuyến cáo đối với các gia đình nên bình tĩnh, tập trung vào cái việc là chăm sóc trẻ, vệ sinh cũng như là chăm sóc chế độ ăn uống. Đặc biệt là khi trẻ có biểu hiện nôn, rối loạn tiêu hóa, mất nước thì phải bổ sung nước và điện giải. Để phòng tránh các bệnh lý vào thời điểm chuyển mùa hiện nay, phụ huynh cần lưu ý các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo môi trường sống sạch và hướng dẫn, nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh, rửa tay thường xuyên, đặc biệt là không quá hoang mang lo lắng và chọn lọc thông tin đúng về dịch bệnh ở trẻ. Sau gần 2 năm nghỉ do dịch COVID-19, không ít trẻ lứa tuổi mầm non từ 2 đến 6 tuổi đã xuất hiện những biểu hiện tâm lý như e dè, sợ hãi người lạ, dễ nổi nóng, kém phát triển về khả năng ngôn ngữ. Và đây là những tác động tâm lý cần được khắc phục sớm để không ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Bé Trà My 5 tuổi ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên vẫn đang nói hơi ngọng và gặp một số hạn chế khi diễn tả sự việc, sự vật bằng ngôn ngữ. Cũng giống như nhiều trẻ em khác, Trà My vừa trải qua 2 năm nghỉ học hoàn toàn do dịch Covid-19. Suốt khoảng thời gian đó, bé gần như chỉ ở trong nhà và tiếp xúc với người thân trong gia đình, gồm bố mẹ và em bé. Vốn từ một em bé nhanh nhẹn, hoạt bát, Trà My trở nên nhút nhát hơn. Khi mà nghỉ dịch Covid khá là lâu như thế, thì dẫn tới là bé nhà em thì là chậm hơn, e dè hơn và nhút nhát hơn. Khả năng thể hiện ngôn ngữ thì bé nhà em đang mắc một triệu chứng đó là hơi nói ngọng. Thực ra không phải riêng với bạn Trà My mà trong lớp thì vẫn còn một số bạn khác. Sau quá trình nghỉ dịch thì các bạn ấy đến lớp thì các bạn ấy cũng rụt rè hơn. Theo chuyên gia giáo dục mầm non Lê Thu Quỳnh, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu tâm lý trẻ em, có nhiều biểu hiện rối loạn tâm lý trẻ em, đặc biệt là giai đoạn hậu Covid-19 mà cha mẹ cần lưu ý như trẻ thường sợ người lạ, dễ kích thích và mất tập trung, hay nổi nóng, dễ cáu gắt, hay khóc lóc, trẻ nhút nhát và sợ hãi khi tiếp xúc với đám đông. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ rối loạn tâm lý, nhưng trong giai đoạn này, nguyên nhân chủ yếu là do thời gian nghỉ ở nhà do dịch Covid-19, cha mẹ do bận rộn nên ít tương tác, giao tiếp với trẻ, đồng thời tâm lý sợ trẻ quậy phá, thế nên để trẻ tiếp xúc quá nhiều với thiết bị điện tử. Để cho con trong thời kỳ hậu Covid thì bố mẹ có thể là cho các con hoạt động thể thao tích cực hơn. Sau đợt này hết giãn cách thì bố mẹ có thể cho con ra các công viên ngoài trời để rèn luyện thể thao và tích cực hơn với những cái môn thể thao phù hợp để rèn luyện thể lực cho các con. Thứ hai nữa là bố mẹ có thể trò chuyện với con nhiều hơn, giao cho con những cái công việc phù hợp, ví dụ như là nhặt rau hay là quét nhà, và cùng với lúc đó là có thể trò chuyện với con để tương tác với bạn nhiều hơn để phát triển ngôn ngữ, cũng như là bạn ấy sẽ thể hiện bản thân trong cái công việc hàng ngày của mình.
Giai đoạn trẻ ở độ tuổi mầm non từ 2 đến 6 tuổi được coi là giai đoạn vàng để phát triển về ngôn ngữ và cảm xúc. Do vậy, việc quan sát và tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến trẻ rối loạn tâm lý trong giai đoạn này là hết sức quan trọng, giúp cho trẻ em có thể phát triển thuận lợi, hạn chế tối đa những hậu quả không đáng có. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.